Mới đây, netizen lại nổ ra thêm cuộc tranh cãi khi một đoạn video ghi hình cậu bé đang chơi xích đu đang được phát tán. Vì quay từ xa khi trời mập mờ tối và không thể nhìn rõ mặt, đoạn video khiến dân mạng hoang mang, không biết nhân vật chính đang quay mặt về phía camera hay đối diện với ngôi nhà. Cư dân mạng chia làm ba phe, một bên cho rằng cậu bé đang hướng mặt về phía ống kính, bên khác lại kiên quyết rằng người này đối mặt với căn nhà, và bên còn lại có vẻ hơi thiếu chính kiến khi lúc nhìn ra thế này, lúc nhìn ra thế khác. Đối với một số người, khi tập trung và cố gắng định hướng thị giác, họ có thể nhìn ra cả hai trường hợp. Sau nhiều hồi tranh cãi, không ít người đã đồng ý với quan điểm của cậu bé hướng mặt về phía camera vì những dấu hiệu về thanh xà ngang. Tuy nhiên họ vẫn đau đầu, không hiểu tại sao mình lại nhìn ra hướng ngược lại. Một người viết, sau bao nhiêu lần thì tôi vẫn cứ nhìn ra cậu ấy hướng mặt về phía căn nhà. Dù tôi biết rằng em ấy đang nhìn về phía camera, nhưng não tôi lại không cho tôi thấy điều đó. Bất chấp những lập luận được nêu ra, tranh luận về cậu bé xích đu khó có thể đi đến hồi kết, trừ khi chính nhân vật trong video lộ diện và lên tiếng. Mọi người vẫn sẽ còn tranh cãi về nó. Còn bạn thì suy nghĩ sao về cậu bé quay mặt về hướng nào? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!